Hàng trăm cư dân Malaga ở Tây Ban Nha đã tuần hành phản đối hoạt động du lịch đại trà, cho rằng hoạt động này đã đẩy giá thuê nhà tăng cao và khiến thành phố trở nên không bền vững đối với người dân địa phương. Dương cao biểu ngữ có dòng chữ Malaga để sống chứ không phải để tồn tại. Những người biểu tình yêu cầu chính quyền địa phương bảo vệ người dân trước chi phí sinh hoạt tăng cao. Người biểu tình nói rằng giá thuê nhà đã tăng quá cao, khiến một người có mức lương khá cũng không thể chi trả nổi. Cuộc tuần hành được tổ chức bởi Liên minh Người thuê nhà Malaga và được hỗ trợ bởi 47 tổ chức xã hội.